Minh Trang xin chào tất cả khán giả của Mail Entertainment. Dạ, em nghĩ là khó khăn và cái khó khăn nhất đó là thử trải nghiệm và tập luyện những cái không phải là sở trường của mình như là hát ca cổ này và diễn xuất cùng với hai chú là chú Trung Dân và chú nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, thì đó là em nghĩ là đó là một cái thử thách và cái khó khăn lớn nhất tại thời điểm này. Nhưng mà em nghĩ là với cái kinh nghiệm và cái sự dày dặn của cả hai chú thì hai chú sẽ trau chuốt và chỉ dẫn cho em cũng như là cho Tuyết Nhung, cho Thiên Ngân để có những cái vai diễn thật là ấn tượng và mới mẻ để gửi đến quý vị. Cái việc mình được hai cô chú, hai chú Hoài Linh và chú Trung Dân này hỗ trợ, thì là mình có thể chia sẻ em rõ hơn chứ được không, là hỗ trợ gì trong quá trình cái sau đó. Và thật sự khi mà em thấy cái poster từ ban tổ chức đó là có sự xuất hiện của chú Trung Dân, chú nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và cô nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, thì em thật sự em rất là bất ngờ. Em rất là bất ngờ, em cũng rất là trầm trồ với ban tổ chức là có thể mời được các cô chú tham gia trong chương trình này, thì thật sự rất là quý. Rất là quý luôn. Và em cũng em nghĩ bây giờ thì em vẫn chưa nhận được cái vai diễn sắp tới của mình sẽ là gì. Em nghĩ là các chú cũng sẽ cân đo đong đếm và sắp xếp cho nó hợp lý với từng cái màu sắc và từng cái cách diễn của cả ba chị em, cho nên là sẽ có một phần hơi kỹ lưỡng một chút xíu, nhưng mà song song đó thì sắp tới thì cũng sẽ phải ráo riết tập luyện rất là nhiều bởi vì cũng gần tới ngày rồi. Quá trình tập luyện của mình thế nào rồi? Bởi vì còn 8 ngày nữa là tới rồi, thì quá trình tập bài mình có bị nôn ngóng. Dạ có, nôn thì em đang rất là nôn, em rất là nôn để trông chờ tới ngày tập luyện cùng với hai chú. Áp lực thì cũng có, nhưng mà cái sự phấn khích, cái sự trông đợi thì nhiều hơn bởi vì mình được làm việc cùng với hai cây đa cây đề, và đặc biệt là chú nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là một thần tượng rất là lớn với em từ lúc nhỏ nữa, cho nên là bây giờ cũng đang rất là phấn khích. Còn bữa giờ về quá trình tập luyện thì chúng em chỉ mới tập luyện về khâu hát thôi, còn về diễn xuất thì sắp tới thì mới có lên ngày để tập cùng với hai chú. Quá trình mình chia cái khúc này chia cho hai chị em của mình đó, thì có xảy ra những cái tranh cãi gì không, là cái bất đồng quan điểm gì không trong quá trình tập? Dạ, trước giờ thì được cái là giữa các chị em là chưa hề xảy ra cái tranh cãi hay cái to tiếng nào. Có cái gì, điều gì đó thì đa số là sẽ nói nhẹ nhàng với nhau để giải bày những cái khuất mắc với nhau thôi, chứ trước giờ chưa có tranh cãi, chưa có lớn tiếng. Còn về cái sự phân chia đồng đều trong những cái bài hát song ca hay tam ca thì em nghĩ cái vấn đề đó thì có giám đốc sản xuất âm nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Hải Đăng sẽ cân đo đong đếm từng cái đoạn nào phù hợp với cái tính chất và cái màu giọng của từng bạn. Không biết là cuộc sống của em này như thế nào. Sau khi mẹ Nhung mất thì phần lớn cái đời sống sinh hoạt cá nhân của em thì cũng không có thay đổi quá nhiều, bởi vì trước giờ em sinh sống cùng với gia đình của em, chứ em không có sống cùng mẹ Nhung như các em nhỏ. Cho nên là sau khi mẹ mất thì những cái sinh hoạt đời thường thì đa số là nó vẫn như cũ thôi, nhưng mà chỉ có cái khi mà đi hát thì mọi thứ nó hơi hụt hẫng và nó hơi trống vắng đối với em một xíu. Em có bị áp lực ở trang lưới hay không? Dạ. Bị chấp trang lưới không thì mình cũng tự ở quê vào Sài Gòn rồi có tập nghiệp, thì em có bị kiểu như là nhà mua xe cho gia đình mình ở quê hay không? Dạ, vì gia đình của em từ khi em đi hát là gia đình của em là mẹ cùng các anh chị cũng như các cháu là ở cùng với em trong này hết. Và sau một thời gian mình làm việc chăm chỉ cũng như là được quý vị khán giả và các bồ sâu yêu thương, thì bây giờ trộm vía thì em cũng đã có được nhà và xe để cho gia đình của mình mọi thứ sinh hoạt đều sẽ được thuận tiện hơn, cho nên em nghĩ đó là một cái may mắn mà nghề nghiệp và cuộc sống này đã cho mình. Nhưng mà ví dụ như một ngày em đồng nghiệp thân thiết của mình tới 6 em đi thì em sẽ phản ứng thế nào? Dạ thật sự thì em rất là ít khi nghe những gì mà người khác nói về mình qua một người khác.
mà em thích cái gì em cũng thích thẳng thắn với nhau nhiều hơn. Cái tính em thì nó sẽ hơi thẳng thắn một chút xíu, nhưng là có cái gì thì em cũng mong muốn là sẽ trao đổi trực tiếp với nhau hơn là mình phải nói về những điều mình không hài lòng về người này cho người kia biết. Thì nếu như mà cái vấn đề của em mà bạn này nói cho bạn kia biết đó là sự thật thì cũng không có vấn đề gì hết, bởi vì đó là sự thật mà. Khi nào mà mình bị nói thêm nói bớt này kia thì mình mới có những cái bức xúc ở trong lòng thôi, chứ thật sự em cũng ít khi nào em tức giận hay là em bức xúc về những vấn đề đó lắm, bởi vì em nghĩ ngành nghề nào thì cũng sẽ có những cái vấn đề đó xảy ra thôi. Nhưng nếu mà nó mà không đúng thì mình em có sẵn sàng lên trên mạng để bắt người ta hay không? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Đó không phải là tính cách và cách làm việc của em. Như là mình thấy ai hợp tính với mình đó thì mình chơi nhiều hơn với họ, mình phát triển mối quan hệ hơn. Còn những người mà mình không hợp tính với mình thì thôi, mình cảm thấy họ không thích mình thì thôi, mình đừng lại gần họ để họ khó chịu. Không biết là em hiện tại đang trong mối quan hệ như thế nào, single hay là đang yêu đương? Dạ em là single cho nên là em vẫn đang single. Có ghen tị không khi mà những em mình đã có một mối quan hệ khác hay nhiều mối quan hệ mới mà mình đã single? Dạ em nghĩ cái đó là thuộc về nhân duyên thôi. Nhiều khi mình đang rất là khao khát, mình đang rất là muốn mình có một người yêu để mình hạnh phúc, mình vui vẻ giống như bao người khác, nhưng mà duyên nó chưa tới thì mình phải chấp nhận và mình vui vẻ với điều đó, chứ không thể nào mà mình phải áp đặt là bây giờ tôi có người yêu, tôi phải có chồng thì tôi mới vui vẻ, còn bây giờ tôi độc thân thì tôi không vui. Dạ không, em vẫn đang rất là happy với những gì hiện tại mình đang có. Ba mẹ con mới cưới chưa? Dạ chưa, mẹ em cũng đang rất là ủng hộ cái sự quyết định độc thân của em, bởi vì không phải là sự quyết định mà bản thân Trang thì cũng đang tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc và nghệ thuật, cho nên là chưa nghĩ đến những cái vấn đề khác. Xin lỗi nha, tất cả các câu này không biết là chúng ta không biết là Dạ anh cứ có hỏi. thể em có cần thế nào. Dạ thì em nghĩ là nếu như mà hai chị em có vô tình gặp nhau thì vẫn sẽ cười, vẫn sẽ chào với nhau thôi, chứ cũng không có khúc mắc gì hết. Thì cuộc sống của ai tốt hơn hay là hạnh phúc hơn thì mình mừng cho họ thôi, chứ cũng không có vấn đề gì cả. Dạ điều đó em không rõ nữa, cái vấn đề đó là em là phải hỏi thêm về phía ban tổ chức, bởi vì em cũng là một ca sĩ được ban tổ chức mời thôi. Dạ không ạ, bởi vì ai cũng có công việc và thời gian cá nhân riêng của mình. Cảm ơn anh ạ. Em quay chưa? Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm và xem clip này, và mong là quý vị sẽ dành sự quan tâm và ủng hộ nhiều hơn nữa cho live show Dấu Ấn Cung Tơ Hòa Điệu sắp sửa được diễn ra tại nhà hát Bến Thành vào tối ngày 12 tháng 10. Và chương trình đó thì sẽ có sự góp mặt và hỗ trợ của tất cả cô chú anh chị em ca nghệ sĩ đồng nghiệp, và sẽ có rất là nhiều cái thú vị và cái bất ngờ dành đến cho quý vị. Và em được biết là có một rất là nhiều những chỗ ngồi đẹp trong rạp đã được bán rồi, cho nên là bây giờ quý vị hãy tranh thủ gọi đến số hotline của chương trình để được tư vấn và chọn cho mình cũng như người thân những chỗ ngồi thật là ưng ý để xem show nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.